Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách tải cái driver của phần mềm AMD các bạn ạ. Hôm nay mưa hơi bị to. Thì ở đây ấy, mình sẽ tải cái công cụ của cái phần mềm AMD về các bạn nhé. Và để cài đặt cái màn hình ấy, cả màn hình ấy các bạn. Ở đây ấy thì đóng cửa. Ở đây ấy thì các bạn chú ý là cái driver của cái cạc màn hình của chúng ta ấy, thì khi mà các bạn cài đặt Win mới hay là các bạn đưa cái cạc màn hình vào trong máy tính ấy, thì các bạn sẽ phải cài driver các bạn nhé. Đấy, thì cái này điều này là điều tất yếu là các bạn sẽ phải cài, được chưa? Bởi vì là cài driver ở trên trang chủ ấy thì nó sẽ có driver đầy đủ hơn. Đấy. Nhưng mà khi mà các bạn phải chú ý là các bạn cho cạc màn hình vào máy tính ấy, ví dụ như đấy chẳng hạn. Thì các bạn sẽ phải chú ý là cạc màn hình của các bạn đây là driver của NVIDIA hay là NVIDIA, được chưa? NVIDIA là của hãng NVIDIA hay là của hãng AMD. Được chưa? Thì các bạn phải chú ý cho mình các bạn nhé. Thì các bạn vào trong phần Design Manager này. Thì ở đây ấy, thì driver cái cạc màn hình của mình ấy là RX580, được chưa? RX580. Thì mình sẽ lên trang chủ của Google ấy, mình nhấn là driver AMD ấy, được chưa? Thì nó sẽ ra như vậy ấy. Thì ở đây có nhiều chức năng, ở đây chức năng tải driver tự động này. Đấy. Và mình sẽ chọn mount đến cái chứa cái driver của mình ấy. Đây là một trong cạc màn hình RX580 thì mình bấm vào graphics này, cái phần graphics này. Được chưa? Sau đó mình sẽ nhấn vào trong phần Radeon 600, 500, 400 thì mình nhấn vào 500 này, sau đó mình nhấn vào phần 500 series, sau đó mình nhấn vào 580. Các bạn là cạc 570, 580 hay là 560 ấy, 550 thì các bạn chọn nhá, nhưng mà ở đây là mình 580 thì mình sẽ chọn dòng 580. Hoặc là những cái dòng cao hơn ấy thì các bạn chú ý nhá, dòng cao hơn thì các bạn có để ý là mình Radeon Pro chẳng hạn, hoặc là những cái dòng cao cấp hơn Radeon Pro ấy thì các bạn sẽ chọn nhá. Thì cái này tùy thuộc với các bạn mà các bạn chọn ấy. Đấy, ví dụ như có những cái RX 7000 series, 7900 XT chẳng hạn. Đấy, thì các bạn chọn. Ở đây là mình chọn là cái mình thì chỉ là dòng 500 series thôi. 500 series ấy, thì mình là 580 thì mình chọn 580. Đấy, sau đó mình tải cái bản mới nhất là về là Windows 10 64 bit ấy. Sau đó ở đây là dưới này ấy, thì mình tải cái phiên bản cao nhất các bạn nhá, phiên bản cao nhất. Đó. Mình download về, sau đó mình lưu lại. Đấy, mình lưu lại thì nó sẽ tải cái file về, file này là rơi tầm khoảng 629 MB, được chưa? Đấy. Đối với trường hợp NVIDIA các bạn chọn là cạc màn hình là 400 series, được chưa? 400 series thì các bạn chọn nhá, ví dụ như 400 series, ví dụ như các dòng như là 460 chẳng hạn, 470, 4070 ấy, được chưa? Hoặc là 4080 thì tùy bạn, hoặc là 4060 ấy, các bạn search vào ấy. Sau đó các bạn sẽ tải cái trình điều khiển về, nó hỗ trợ cả Windows 10 64 bit và Windows 11, được chưa? Đấy. Sau khi chờ đợi tải về ấy, thì các bạn sẽ chú ý cho mình, đó chính là khi mà tải về xong ấy thì các bạn sẽ tắt mạng đi các bạn nhé. Bởi vì là lưu ý là khi mà các bạn, đối với trường hợp là máy của bạn cho vào ấy là các bạn phải tải driver ngay, tải về xong các bạn tắt mạng đi, được chưa? Tắt hết tất cả các mạng đi. Bởi vì là các bạn không nên để cho máy nhận driver tự động, đối với mình thấy là như vậy. Cho nên là các bạn hãy cài driver mà khi mà bạn tải về các bạn cài luôn, được chưa? Đó. Còn đây là cái phần mềm full mac, tí mình sẽ test thử với các bạn. Đấy, nó sẽ phát hiện ra cái cạc màn hình này đang chạy này. Đấy. Mình đã tải về cái file này rồi, tí mình sẽ chạy. Và nếu mà ở trên máy của các bạn ấy có driver của cái cạc màn hình nào ấy mà các bạn muốn xóa đi ấy, các bạn sẽ sử dụng cái chức năng đó chính là chúng ta sẽ xóa driver đi. Được chưa? Ví dụ như xóa driver đi là như nào, chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ đó chính là DUU này, DDU này. Đấy, công cụ này nó khá hay để chúng ta xóa driver. Đấy, cái công cụ này DDU. Đấy, sau đó các bạn mount đến chứa đến cái GPU của AMD này. Đấy, AMD.
AMD. Sau đó các bạn nhấn vào trong cái phần này để chúng ta xóa driver, được chưa? Đó, cái phần phía trên nhất này để xóa driver của AMD. Đó. Xóa xong máy tính khởi động lại, chúng ta sẽ cài đặt cái bản này này, hoặc là bây giờ các bạn mình cài trực tiếp luôn cũng được. Được chưa? Đấy, thì nó để cho nó đầy đủ hơn. Đấy, chọn run. Đó. Run. Đây là bản mới nhất hiện tại, là bản 24.3.1 các bạn ạ. Đấy, 24.3.1. Đó. Đây là nó sẽ load driver của AMD các bạn ạ. Và ở đây ấy, chính là cái phần mềm benchmark của GPU. Đây là phần mềm benchmark của cái GPU ấy. Đấy, phần mềm benchmark. Đấy, khi mà benchmark như này thì nó sẽ sử dụng rất là nhiều tài nguyên, nó có thể lên đến đại khái là nó sẽ benchmark mắc cấu hình luôn các bạn ạ. Benchmark 1080 này, nó benchmark mắc cấu hình, nó có thể sử dụng đến đến hơn 100W. Đấy, cho nên là khi mà các bạn lưu ý benchmark này, các bạn phải sử dụng cái bộ nguồn ổn định các bạn nhé. Đấy. Sau đó thì mình sẽ nhấn nhấn vào đây để cài đặt này. Được chưa? Nhấn vào Intel, Intel. Được chưa? Sau đó nhấn ở Intel thì các bạn sẽ chờ một lúc thì cái phần mềm này nó sẽ chạy, nó sẽ load cạn, đại khái là nó sẽ cài trình điều khiển. Các bạn hiểu như là cái trình điều khiển này ấy, là nó liên kết giữa phần cứng và phần mềm của các màn hình các bạn nhé. Đấy. Cái card màn hình của chúng ta ấy, là nó sẽ liên kết giữa phần cứng và phần mềm để tối ưu, được chưa? Để tối ưu giữa phần mềm của Windows để điều khiển được cái phần cứng ấy, thì nó cần phải cài cái driver này các bạn ạ. Đấy. Cho nên ấy, cài driver chuẩn full như này ấy, thì nó sẽ đầy đủ những cái tính năng, nó sẽ hỗ trợ những cái công nghệ computing, ví dụ như ở đây là có công nghệ OpenGL, công nghệ CUDA của NVIDIA chẳng hạn. Đấy. Có một số trường hợp thì nó có công nghệ của Ray Tracing hoặc là PhysX này, được chưa? Đó, Ray Tracking này. Đấy, OpenGL này. Đấy. Đấy, nó đang cài đặt một 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 các bạn chờ một tẹo. Session, ở đây là cái thông báo của cái core của cái card màn hình ấy. Đấy, và nhiệt độ của card màn hình này hiện tại nó đang là 46 độ C, được chưa? Ở đây là GPU chip của nó đang load là đấy, như vậy thì nó đã cài đặt xong thành công. Các bạn nhấn Finish. Nếu mà yêu cầu khởi động lại thì các bạn khởi động lại các bạn nhé. Đấy. Sau khi mà hiện lên ấy thì đây là cái bản mới nhất của cái trình điều khiển AMD các bạn ạ. À, sorry, của cái trình điều khiển của các màn hình AMD. Đó. Cái card màn hình AMD là cái card màn hình nó gắn như này này các bạn. Đấy, nó gắn như này. Đấy, trên một cái card màn hình ấy thì thường nó khá to, nó cũng gần to bằng cái main luôn, các bạn thấy chưa? Ở bên trong kia là cái main và đây cái là cái card màn hình. Đó. Và cái card màn hình này ấy, thì hiện tại cái quạt của nó đang không quay, các bạn thấy chưa? Cái quạt của nó ở dưới này này. Nó đang không quay, khi mà loát nhiệt độ cao thì nó mới quay. Đấy. Đây là một cái card màn hình mà nó chạy vào trong bên trong máy ấy. Đấy, đó. Đấy, cho nên là các bạn để chi tiết là chúng ta đang cài driver của cái card màn hình này đấy. Và đây là cái CPU của mình đặt đây này. Đấy. Và đây là cái card màn hình. Cái card màn hình nó sẽ xử lý đồ họa các bạn nhá. Đấy, xử lý đồ họa. Đấy, đây là cái card màn hình đấy. Đó. Ở đây ấy, thì các bạn thấy là các bạn có thể thông số, ở đây là chúng ta có thể xem thông số của cấu hình của máy của mình luôn này. Nó ở phần tooling này, tooling này là phần liên quan đến card màn hình. Ở đây là cấu hình của máy của mình hiện tại đang sử dụng ấy. Thì đang là sử dụng CPU, một con CPU E5 2678V3. Được chưa? Đấy. E5 2678V3. Ở đây là phần setting này. Ở phần tooling này là cái thông tin của cái card màn hình. Ở đây là có chế độ overclocking, có nghĩa là ép xung của cái card màn hình, mình sẽ ép xung cái card màn hình này lên để cho nó cái card màn hình này nó ép xung được lên bao nhiêu. Đây mình đang ép xung card màn hình này, điều chỉnh cái xung nhịp của card màn hình này. Đó, ui rồi đẩy lên cao quá, xung của nó lên đến 1164. Đấy, 1164. Đấy, hiện tại cái xung của mình đang đẩy lên rất là cao rồi, 1164, một LPU lại giảm xuống rồi. Đó, 1164 hiện tại đang ở chế độ ép xung, nhưng mà khuyến cáo cũng không nên ép xung. Ở đây là cái chế độ memory clock này. Đấy. Cái fan tản nhiệt của nó là 41 độ. Được chưa?
Đây các bạn thấy này, để các bạn rõ chi tiết hơn. Khi mà cài đặt như này là đã thành công các bạn nhé. Trong trường hợp mà các bạn cài bị lỗi ấy, hay là cài bị sập màn hình ấy, thì là lo cạc màn hình của các bạn bị lỗi các bạn nhé. Đấy, ở đây cái thông số của cạc màn hình ấy thì mình sử dụng cái phần mềm GUIZ để xem ấy, thì khi mà hoạt động ở chế độ cường độ thấp ấy, có nghĩa là xung nhịp hoạt động ở mức thấp, xem phim nghe nhạc bình thường ấy, được chưa? Thậm chí là xem video 4K chẳng hạn, video 4K chẳng hạn, từ từ các bạn nhé, video 4K thì nó sẽ không hoạt động ở cường độ cao, thì cái PCI này nó chỉ hoạt động ở mức 1.1 thôi, nhưng mà khi mà hoạt động ở cường độ cao ví như này chẳng hạn, nó sẽ hoạt động lên 3.0 các bạn chị ạ. Ví như mình khi mà mình render testing của cái card màn hình này, sau đó các bạn thấy là cái xung nhịp của nó cũng tăng lên ở GPU clock và memory clock, được chưa? Đấy, và GPU của nó bây giờ nó lên đến 65 độ C và nó đang tiêu tốn ở đây đó chính là rơi tầm khoảng GPU chip của nó chưa chưa mắc đâu, nó chỉ rơi tốn tiêu tốn khoảng 50W thôi. Muốn cái công suất nó cực đại thì các bạn phải sử dụng cái phần mềm benchmark này này, được chưa? Cái phần mềm full mark này này. Khi mà test bằng cái phần mềm full mark này thì các bạn sẽ thấy là cái GPU của chúng ta sẽ đẩy lên này, ví dụ như ở đây ạ. Ở đây này, full mark mình bật lại nhá. Đấy, đó, chạy. Đấy, khi mà test như vậy thì các bạn sẽ thấy là GPU chip của nó lên đến mắc 100W, được chưa? Đó, 100W của cái card màn hình này. Đấy, cho nên là khi mà các bạn test như vậy, đối với các bạn có những cái card màn hình cao cấp ấy, các bạn test như vậy phải phải đủ nguồn các bạn nhé, cái bộ nguồn máy tính của các bạn phải đủ ấy, không thì nó sẽ gây ra hiện tượng là bị sập, hoặc là nó bị chết cả màn hình, được chưa? Hoặc là nó bị sập, nó không thể chạy được, được chưa? Đấy, cho nên là các bạn nhiều bạn phải chú ý. Hiện tại mình đẩy như vậy thì xung của nó lên đến 1.000 và ạ. Đây, cái bây giờ các bạn đã thấy là cái GPU chip của nó là đã lên đến 100W, được chưa? Đấy, gọi là thông số của nó chưa? Đấy, nó giống thông số và cái nguồn VDDC này. Đấy, GPU ở đây là có bộ nhớ của nhiệt độ của RAM, ở đây là không có RAM. Đấy, nó đang hoạt động rất là mạnh, quạt nó đang hú rất là mạnh các bạn ạ. Ở đây là 2185. Đấy, đây là cái chế độ test card màn hình các bạn ạ. Đấy, khi mà các bạn test như vậy thì sẽ biết được là cái màn hình của bạn có tốt hay không. Đấy, nó có bị sập hay không. Đấy, GPU của mình hiện tại nhiệt độ lên đến 86 độ C khi mà mình ở sử dụng ở max setting và cả màn hình đang sử dụng 100W các bạn ạ. Nó phải nói là render rất là mạnh luôn. Đấy, và FPS trung bình của nó là rơi tầm khoảng 59, các bạn thấy chưa? 59 FPS. Và quạt của mình đang ở chỗ 73%, có nghĩa là đang quay ấy. Ở ngoài mình nghe tiếng thấy tiếng hú nhẹ các bạn ạ. Đó. Đấy, khi mà mình cài xong ấy, đấy các bạn thấy ạ. Đó, khi mà mình đóng đi này. Đóng đi thì bắt đầu fan nó sẽ giảm xuống. Nhiệt độ nó cũng sẽ giảm xuống theo. Và bắt đầu cái công cái sử dụng cái mức điện năng của nó chỉ rơi tầm khoảng 6W thôi bây giờ ấy. Nó đang ở chế độ không tải các bạn ạ. Đấy, ví dụ như hoạt động ở những tác vụ nhẹ, ví dụ như mình xem phim 4K 60 frame chẳng hạn. Đấy, mình sẽ thử test thử nhá. Thì nó chỉ ở mức 1.1 thôi các bạn thấy chưa? Đấy. Thậm chí là mình xem phim 4K mình chỉ xem 4K 60 frame thấy chưa? Đó các bạn thấy chưa? Đấy, khi mà xem phim 4K nó cũng chỉ hoạt động ở bình thường thôi các bạn, nó chưa đến một cái hiệu năng cao cả. Đấy các bạn thấy chưa? Ở đây là nó chỉ rơi tầm khoảng 6 đến 7W thôi. Cái này ấy, nó chủ yếu là nó xử lý mạnh về cái chế độ, đó chính là đồ họa ấy, thì nó mới sử dụng cái mức điện năng cao, hoặc là nó mới bây giờ nó đang tiêu thụ ở mức điện năng thấp ấy. Thậm chí là nhiệt độ của nó chỉ rơi tầm khoảng 40 mấy độ C thôi. Đấy các bạn thấy ạ, hiện tại nó đang sử dụng hiệu năng của GPU này, mình mở to ra để các bạn xem. Đấy, để các bạn rõ hơn về cái đó. Đây các bạn thấy chưa? Đó, hiện tại đang xem video 4K đấy. Đấy, 4K 60 frame các bạn thấy chưa? Đây 4K 60 frame này. Đó các bạn thấy xem này, xem FPS cũng như là các thứ. Đó. Cái GPU này nó chạy rất là tốt luôn. Đây nó là lên chấm 1.1 nó lại xuống.
Đấy, cho nên là các bạn test cạc màn hình ấy thì các bạn phải test kiểu như này các bạn ạ. Đó. Đây các bạn thấy chưa? Đó, B khi mà mình đẩy xung ấy thì nó sẽ rơi tầm khoảng 1.000. Bây giờ mình sẽ giảm cái overclocking, có nghĩa là mình giảm cái ép xung đi nhá các bạn nhá, để ở mức bình thường các bạn nhá, xem cái xung của nó là bao nhiêu. À, nó tăng nhưng mà nó không đáng kể các bạn ạ. Nó tăng cái thông số ở trên này nó không đáng kể. Đấy, mình đã chia sẻ với các bạn là cách cài đặt và test cái cạc màn hình các bạn nhá. Đấy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn.